Hello, xin chào tất cả quý anh chị và mọi người nhé. Hôm nay em có em Bình, con gà Bình Sachiuma mọi người. Hôm nay em vừa đi sưu tập được một em Sachiuma đây cho mọi người xem. Ngồi dịch lại cho mọi người xem đây. Chuyện Sachiuma chuyện đỏ mọi người nhé. À, Bình này thì họa tiết vẽ tay nhưng mà nó cũng không được họa tiết nó cũng không được nhiều lắm đâu mọi người. À, đây họa tiết thì chỉ có mỗi con gà trống này thôi. Nhỏ nhỏ xinh xinh mọi người. À, bây giờ em đo kích thước cho mọi người xem em Bình này nhé. Em Bình này nó cao khoảng 27 mọi người. Cao khoảng 27 mọi người nhé. Chiều cao 20 27. Xem vòng bụng bao nhiêu. Vòng bụng của nó là 56 mọi người. Vòng bụng của em Bình Sachiuma này là 56. Miệng của nó là 10,5. Miệng 10,5. Viền miệng nó vẽ vàng mọi người nhé. Họa tiết rất đơn giản thôi mọi người. Nó là của Sachiuma mọi người nhé. Một em Sachiuma chuyện mộc đầy đủ. Mọi người ai mà muốn mua em này về để cắm hoa trang trí ngày Tết chuẩn bị đón năm 2021 rồi thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đây là em thứ nhất là em Sachiuma và hôm nay em lại quay lại một em Bình nữa. Đây, em Bình này là Bình Kutani mọi người. Hôm trước cái Bình này thì hôm trước mình cũng đã quay rồi nhưng hôm nay mình chưa bán được thì mình quay lại cho mọi người xem. À, đây là chuyện đỏ nhá, chuyện đỏ chữ vàng Kutani họa tiết đây mọi người. Mình quay lại họa tiết cho mọi người xem mà ai mà muốn dinh em này về nhà để cắm hoa chuẩn bị chơi Tết thì mọi người cứ liên hệ với mình nhé mọi người nhá. Đấy, em này thì họa tiết thì nó cũng không được nhiều lắm đâu mọi người, nhưng mà cái cổ Bình này nó rất là đẹp mọi người. Cổ Bình vẽ vàng mọi người, toàn bộ xung quanh là vẽ vàng hết. Bình trong trạng thái và không sứt mẻ gì, lành lành tít luôn mọi người, rất là đẹp. Đấy, bây giờ em sẽ đo kích thước ở em Bình này cho mọi người xem nhé. Em Bình này là cao 25 mọi người. Bình cao 25, miệng của nó là 14 mọi người nhé. Bình cao 25, miệng 14. Vòng bụng của nó là 78 mọi người nhé. Vòng bụng 78. Đấy. Hôm nay em lên với mọi người là hai em Bình, mà em Bình thứ nhất là em Bình Sachiuma và em Bình thứ hai này là em Bình Kutani. Đấy, vì vậy mọi người mà ai mà muốn mua thì mọi người cứ liên hệ với mình nhé mọi người nhé. Liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi mình xin chào tất cả mọi người nhá. Một lần nữa cho mình gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nhé mọi người nhá. Thôi xin chào tất cả mọi người. Bye bye.